xin chào gia đình mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một món bóng kho các bạn. Đây là thành phần nguyên liệu nha. Cá dồ nè, thịt ba chỉ nè, rồi da heo luôn nha các bạn. Qua đây là thành phần kế tiếp nha. Xả ớt mình băm sẵn nha các bạn ơi. Đó, băm nhuyễn nhừ luôn ha. Rồi qua đây tỏi băm luôn. Đây là thành phần không thể thiếu của mình nha các bạn. Đây là một tô mắm linh và mắm sặc nha. Mình đã nấu và mình lọc lấy nước rồi nha các bạn. Cái này là thành phần quan trọng lắm à, ngon hay không nhờ đó đó. Rồi qua đây cái tiếp là cái mâm rau mình ăn kèm nha các bạn. Có đầy đủ luôn nha. Trời ơi, bông điên điển ha. Cải ha, bắp cải ha, tươi gói luôn nha cả nhà. À, bắp chuối nè, khổ qua nè, bông súng nha. Thôi giờ mình chuẩn bị tiến hành mình nấu nghe cả nhà ơi. Rồi cả nhà anh, cả nhà mình ơi, bây giờ mở tỏi mình đã vàng nha các bạn. Bây giờ mình đem xả băm với ớt vô nha. Trời mưa ầm ầm các bạn. Mình ở ngoài trời của mình đó nha cả nhà ơi. Bữa nay nấu hơi cực khổ nha. Ồ, cái mùi nè nó thơm lên rồi nghe mọi người ơi. Bây giờ mình chuẩn bị bỏ thịt heo vô nha. Ta gọi sắc miếng nha các bạn ơi. Da heo ha. Rồi da heo vô nha. Nói chung mà mình kho mắm là để ăn cho nó màu mỡ ướt át là mình phải có cái thành phần này nha. À, cả nhà ơi, nãy mình xào thịt xong rồi nghe mọi người. Bây giờ cái công đoạn kế tiếp là mình xả này cho thơm đó nha. Ừ, giờ mình đổ mắm vô nha. Mình đổ mắm vô mình nấu cho sôi luôn nha các bạn. Cái này nước cốt mắm nha. Mắm này phải chế thêm nước dừa nha. Này, chế thêm miếng nước dừa nó mới ngon. Rồi chế thêm một trái dừa các bạn ơi. Rồi để đi sôi đi, rồi mình bắt đầu mình nêm gia vị rồi ha. Sôi đi. Rồi ở đâu mình công đoạn tiếp tục là chờ đợi cho nó sôi nha các bạn. Sôi cho mình chuẩn bị thả cá nãy mình xào rồi nè. Mọi người ơi, bây giờ nước mắm của mình đã sôi nha các bạn. Bây giờ cá với thịt nè, hồi nãy mình xào xong rồi ha. Bây giờ mình cho vô nha các bạn. Quá wow, trời cái nồi mắm này. Hoành tráng quá đi. Rồi tiếp công tiếp tục là mình đợi nó sôi lên là chín là mình ăn luôn nha các bạn ơi. Mọi người ơi, cái nồi mắm mình sắp sức cả nha các bạn. Giờ quá ngon rồi nha. Mùi thơm quá trời thơm rồi nha. Ồ, công nhận thiệt chứ. Cái dồ kho mắm nha. Thịt heo ba gọi ha. Thơm quá thơm. Đang lúc mưa gió lạnh lẽo mà ăn cái này không biết mấy nồi cơm cho đủ nha các bạn. Không nhận bữa nay mình cái kho cái nồi mắm này cũng bự dữ lắm nha cả nhà ơi. Ăn thì chắc không hết đâu nhưng mà là mình ăn như vậy cho nó dư giả ha, nhìn cho nó đã mắt. Hải Hồ Môn Bà Đốc xin chào cả nhà nha. Con chào ông bà cô bác. À, cả nhà ơi, giờ qua một khoảng thời gian dài mình nấu nướng nha các bạn. Bây giờ mình đã có được cái một cái mâm cá dồ kho mắm mà thịt ba gọi rồi này kia ha, đầy đủ rồi nha các bạn. Sau này mình sẽ giờ mình tới thời gian mình đã sẽ được review cái món này ngon ngon hay dở nha mọi nhà mọi người. Đây qua đây là một cái mâm rau ăn kèm hơi hoành tráng nha. Bữa nay mọi người hãy thông cảm là trời hơi tối nha, lý do là trời mưa nha các bạn. Trời đang mưa mà mưa lâm râm hoài à. Trời mưa mà ăn mắm kho rồi không biết sao nói nha. Mắm kho với cơm là tuyệt vời luôn nha. Hôm bữa nay thì cũng mình lại vắng một thành viên nữa nha. Con gái thứ hai mình nó đang học online nha cả nhà. Nên là không có thể tham gia được cái buổi tiệc mắm kho này đâu nha. Thôi giờ mình mời cả nhà nha. Này.
cái này nó dai sần sật mà nó béo lắm ăn nghe cả nhà. Đó. Cái này cái đầu nó là hai cái má nó nè, nó. Quá ngon. Rau ăn kèm mình rất là phong phú ha. Giờ mình ngắm ở đây. Đây. Bông điên điển ha. Bông súng luôn các bạn ơi. Giờ cái đậu cá qua bên cho nó rộng chỗ chấm anh. Tôi thèm quá. Mà gán nha bà con, mình cũng thèm quá mình cũng gán nha. Vợ mình nó rung tay hết trơn rồi, nó quay hết nổi rồi các bạn vì ơi. Vì nghệ thuật hết. Có bụng sáng sớm giờ nấu mà dần vật lộn với trời mưa nữa. Bạn thấy không? Ngon cỡ nào? Mở không? Dạ heo. Rồi. Ăn cái này là không thể thiếu rau cải nha mọi người. Rau cải nó ngon dữ lắm nha. Bây giờ mà mời cả nhà nha. Mình cũng là. Nói chung là lúc này mình lăn xả lắm rồi nha các bạn ơi. À, chấm xuống này nè ha. Mời cả nhà nha. Từ bữa này ăn mắm kho ha. Ngon. Ngon thiệt luôn á. Nhìn hai cha con ăn thấy khỏe lắm trời. Đó. Mời các bạn nghe không? Trời ơi. Ồ, hay quá anh ơi. Ăn ớt đồ hay quá anh ơi. Ngon. Mình là chùm ăn ớt các bạn. Có thêm cái nữa không? Ngon. Cái này ông xã mình ăn ớt được tới cấp độ mười mấy rồi nha. Không nổ các bạn ơi. Cái ớt này không cay lắm nha. Cay dừa. Nói thiệt chứ các bạn ơi. Ăn á. Vợ mình có sắt sẵn rồi nè nha. Sắt sẵn này nha. Nhưng mà mình có cái cảm giác là ăn nó không có đã miệng lắm nha các bạn. Đó. Thôi thôi rồi. Mời cả nhà nha. Đó. Đó là đà vậy. Quá ngon luôn. Cái này nó ngon rụng nách luôn rồi cả nhà. Mọi người nha. Hôm nay món này quá ngon luôn. Cào phổi. Món cào phổi này đơn giản thôi. Chế chấm mà mắm vô là nó bắt lắm không? Sắc mỏng mỏng ha. Cái mắm là ngon lắm. Trời lạnh lạnh này ăn ngon gì đâu. Ngon quá ngon. Quá đã này cả nhà. Chúng ta ăn rau còn no luôn. Quên nữa. Bây giờ mình nói review với cái nhà một miếng thịt mới được, miếng cá chứ. Nãy là ăn rồi, nãy giờ ăn bê mồi. Không biết sao nói. Mời mọi người nghe. Lúc cá hơi sướng miệng. Nào, mời mọi người nghe. Nó ngọt. Béo. Trùng nó vậy lắm, mắm nó đậm đà lắm không? Tiếp tục cả nhà ơi. À, sáng mình đi chợ có con nhút nữa mới ngon anh ha. Mà sáng mình đi chợ mắc gì nguyên cái chợ bữa nay không có con nhút nha. Cũng mày 10 xuống á, dập. Con nhút hiếm. Nước lên nữa, con nhút ngập độc chứ. Nên nó hiếm không mà mọi người. Nhưng mà được có bù lại mình có bông điên điển nha cả nhà. Ăn kèm cá cậu rau nhông ghê.
tiếp tục mọi người. Ngon. Muốn nghe cây nha cái nhà. Cây hả? Muốn nghe cây ha, nhưng mà khúc đầu nãy nó hơi hơi à. Không. Nếu cây càng khoái nha cả nhà ơi. Cây mình ăn nhẹ thêm miếng nữa nha. À. Nó đỏ. Nở nhà miếng cá nữa nha. Xuống. Cá ngon lắm. Cha mày cắn miếng hổ qua ngon quá ha. Cắn đầy miệng mới sướng. Đúng rồi. Hèn chi thấy cắn xong cái hết nói chuyện nổi luôn. Ngon quá. Ê món này quá ngon rồi. Cái món ăn của mình mọi người thấy ngon, có thấy ngon không? Thật sự mình ăn rất ngon các bạn. Cả nhà mình thấy mà gia đình Hải làm món ăn mà ngon á mà hấp dẫn nha. Thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai cha con quất nữa này hết nhiêu không? Không đâu, chút nữa. Chút nữa có em vô phụ có tới đâu. Quá tuyệt không? Rồi chào cả nhà mình nha. Tiếp tục nha cả nhà ơi. Tiếp tục. Màn 2 cảnh 1. Thấy hèn quá. Đem vô sớm. Được rồi, hai cha con làm quá. Cái này mắm ngon quá ngon. Mình đang ăn cơm với mắm kho cá dồ kho mắm. Mà ở ngoài thì mưa gãy ít nha cả nhà. Kiểu này nó làm nó động lực cho mình ăn ốc nổi luôn nha. Đúng rồi. Rau bén không nha cả nhà. Rau toàn là rau bén không. Rồi có còn cải nè. Nó không sống không. Nói chung cái mâm rau này ngon lắm nha mọi người. Chắc không phải rau. Rồi mời cả nhà mình ăn nha. Nha. Ngon thiệt nha. Lâu rồi cũng ăn ha. Nhà vừa với da xem, không không? Ừ, da heo hả? Em có cái da heo đúng không? Ừ. Quên đó, mình ăn cái da heo đó các bạn ơi. Da cái gì, cái da heo mà ăn kho cái này ngon nha. Kho mắm là khó thấy nha. Em thì lại khoái củ qua. Củ qua mà ăn sống thì là ngon. Mình làm cái đầu luôn nha mọi người ơi. Cái đầu này hơi bự quá nha, nhưng mà mình cũng quyết tâm với nó rồi. Ôi mà cái nhà nha. Cái đầu nó nặng, nhõng một câu rồi đó. Không muốn ăn mà nó nhìn hoài. Bóp bóp ra nha. Béo. Lâu lắm rồi mới ăn mắm luôn á, hết thì ngon. Hello, có ăn lại miếng quá không? Ăn chắc ăn nhiều. Hơi bự, không chịu nướng không? Con không mới nghe được. Nướng chuyện hơi nhỏ. Con nướng chuyện hơi nhỏ. Quá, quá đã. Rồi mời cả nhà miếng rau nha. Trời cà, cà sắc mỏng với lại khổ qua đồ. Ngon. Cả nhà mình á, tranh thủ đang lúc mùa nước nổi nha.
đang có cái mình có cái rau cái bông điên điển này nè, năm mới có ăn lại mưa nước nổi, mình tranh thủ mình làm cái món mắm ăn đi, mình chấm cái này chấm ăn ngon thì hoài nghe các bạn. Chưa ngon luôn. Cả nhà thân mến nghe, bây giờ cái bữa cơm cá dồ kho mắm của mình đến nay tạm kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy cái món ăn của mình ngon, hấp dẫn, hãy cho Hải một like, một share và một lượt đăng ký nha các bạn. Rồi. Thôi giờ tạm biệt gia đình mình nha. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Con tạm biệt các bạn, các bác. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha.